Mở ra kìa. Chi. Đúng rồi, giỏi chi. Kinh. Ô, trà điêu luyện quá. Trời ơi, trà đang giỏi quá. Má quay về mới đưa cho bà ngoại coi nha. Nó Sơn nhà này biết đánh răng rồi, giỏi ghê á. Trời ơi, trà tới trà lui. Đúng rồi, kéo ra kéo vô vậy đó. Má đưa cho cô Út coi nữa. Nói cô Út ơi, Sơn biết đánh răng rồi nè. Hả? Trà lẹ. Đúng rồi, trà xong rồi coi. Răng mà nước mắt nước mũi. Rồi, xong chưa? Trả đây. À chi, để chụp một cái nữa nha. Rồi.